Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc đang trong những ngày rét đậm rét hại nhất trong mùa đông 2023-2024. Theo cơ quan khí tượng, hầu hết miền Bắc rét dưới 10 độ C, thậm chí ghi nhận ở mức nhiệt dưới 0 độ C, gây cảm giác buốt lạnh. Đặc biệt, tình hình rét đậm rét hại sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới, đặt ra yêu cầu chủ động trong công tác ứng phó, phòng ngừa ở các địa phương. Những thông tin mới nhất sẽ có trong phóng sự dưới đây của VTC với đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 1, nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc xuống dưới 5 độ C. Trong đó, đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn xuống thấp nhất với âm 0,9 độ C, Tam Đảo của Vĩnh Phúc 2 độ C, Đồng Văn của Hà Giang 2,2 độ C, Sapa Lào Cai 3,7 độ C, Trung Khánh Cao Bằng 3,8 độ C, Mộc Châu Sơn La 4,4 độ C. Các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng phổ biến từ 9 cho đến 10 độ C. Tại Hà Nội thấp nhất là trạm Ba Vì 9 độ, 4 trạm Hà Đông, Hoài Đức, Sơn Tây và Láng đều xấp xỉ 10 độ C. Trạm Phủ Liễn của Hải Phòng 8 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng có mái che. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể thấp hơn từ 2 cho đến 3 độ C. Đây là đợt rét mà rất mạnh. Xảy ra từ đầu mùa đông bây giờ là nó gây rét đậm rét hại trên diện rộng, đợt đầu tiên của năm 2024. Tuy nhiên cái lưu ý từ nay cho đến ngày 25 ấy, là cái rét hại nó vẫn còn xảy ra trên diện rộng. Có ba cái đặc điểm lưu ý đối với đợt không khí lạnh này. Thứ nhất là đợt không khí lạnh này thì nó gây nhiệt độ giảm sâu, là nhiệt độ dưới 10 độ và xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Thứ hai là đợt rét đậm này đi kèm với cả cái mưa, do vậy cái tình trạng rét buốt nó tăng lên đáng kể. Thứ ba là cái đợt rét đậm rét hại này nó giảm nhiệt độ khá sâu, vùng núi là nhiều nơi giảm dưới 0 độ C. Cho nên khả năng cái xảy ra cái băng tuyết, băng băng đá hoặc là mưa tuyết là tương đối dễ dàng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng ngày 28 tháng 1. Trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng tiếp tục xảy ra mưa tuyết và băng giá. Theo nhận định của chúng tôi thì cái đợt rét đậm rét hại này thì còn khả năng kéo dài đến cuối tuần này và sang đầu tuần sau, vì thậm chí đến khoảng 27-28 thì cũng có một đợt không khí tăng cường yếu có thể gây ra cái mưa, nó giống như cái đợt này và nhiệt độ thì nó cũng tăng dần theo cái chu kỳ tăng nhiệt, tuy nhiên tăng rất chậm nên vẫn gây ra cái rét rét hại trong thời gian từ giờ đến cuối tuần này và đầu tuần sau. Để ứng phó với thời tiết cực đoan khắc nghiệt, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ dự báo rét đậm rét hại để hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín, ra soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh nội trú. Chính quyền cần tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn. Các tỉnh miền núi cần cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá trơn trượt cho người và phương tiện giao thông. Những ngày qua, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa nhỏ khiến nhiệt độ giảm mạnh. Đặc biệt tại Sapa, tỉnh Lào Cai, nhiệt độ ở ngưỡng 4 độ C. Thế nhưng Sapa vẫn thu hút khách ghé thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp xứ lạnh Tây Bắc. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Dù thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, thế nhưng vẫn nhiều người chọn Sapa là điểm đến du lịch vào thời điểm này. Gia đình bà Nguyễn Thị Thương từ Buôn Mê Thuột ra đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Sapa. Rất là lạnh, nhưng mà cũng cố gắng đi du lịch lần cho biết. Vì Phan Xipang bảo trì cáp treo, nên nhiều người đã chọn bản cát cát là điểm đến đợt này. Thì mình thấy cảnh này là rất là đẹp, nhưng mà giờ mình vẫn cố gắng đi để mình khám phá, mình xem cái nơi này coi như nó thế nào, cái khách mọi nơi không, nó đẹp thế nào, người ta rất có nhiều người đi họ gì họ kia là rất là đẹp. Thật ra khi đến đây thì cũng rất là lạnh, nhưng mà cảnh thì cũng đẹp. Nhưng mà nếu như mà ít sương mù hơn thì sẽ thấy được nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Nhưng mà trời lạnh thì nó cũng có cái đặc trưng riêng của nó. Nhiều du khách cho rằng vượt qua cái lạnh để có thể trải nghiệm ở Sapa là điều xứng đáng. Như là chị khi mà chị lên đến đây này, thì là cái đầu tiên là chị rất cảm thấy rất là lạnh.
trải nghiệm nó một cái cảm giác như kiểu là mình muốn khám phá hoặc là mình muốn trải nghiệm cái bản thân mình với cái thời tiết như thế này. Trong khi ở Mẫu Sơn đã xuất hiện băng tuyết, thì nhiều du khách cũng mong ngóng được chứng kiến hiện tượng đặc biệt này ở Sapa, thậm chí chờ đợi hiện tượng tuyết có thể rơi. Thì đương nhiên là phải mong chờ đến đây được ngắm tuyết nè, băng giá nè, xem đến phân xe băng này được đứng trên ngọn núi nè, đi cho nó gọi là nó hết, không phải hết cái vùng đất của Sapa thì mới là hấp dẫn. Trong đợt rét đậm rét hại lần này, cơ quan chức năng trên địa bàn cũng đã lên kế hoạch triển khai để đảm bảo an toàn cho du khách. Cùng đó, khuyến cáo nguy cơ để khách du lịch giữ ấm, đảm bảo an toàn khi tham quan vãn cảnh. Là để đảm bảo điều kiện phục vụ khách du lịch đến với thị xã Sapa trong thời điểm này, trong trường hợp là có băng và có tuyết, thì thị xã Sapa cũng đã chỉ đạo tới các cái cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ là phải đảm bảo, thứ nhất là sẵn sàng các điều kiện để đón khách, cái thứ hai nữa là đảm bảo các điều kiện an toàn phục vụ cho khách du lịch. Bởi vì là trong khi điều kiện mà diễn ra cái hoạt động, đặc biệt là khi mà có băng ấy, thì đường đi lại nó sẽ khá là trơn trượt, vì vậy mà cái điều kiện đảm bảo sự an toàn cho khách du lịch sẽ là một trong những điều kiện quan trọng nhất mà thị xã Sapa đang hướng tới. Thế và đối với các điểm du lịch thì chúng tôi cũng mong muốn là cũng đã đề nghị các cái điểm du lịch là phải sẵn sàng các cái điều kiện để chào đón khách và tạo ra những trải nghiệm thật tốt cho khách du lịch khi đến với thị xã Sapa trong cái thời điểm cuối năm, và để chào đón những cái đợt rét băng tuyết trong thời gian dự kiến sẽ có trong thời gian tới. Dự báo đợt rét đậm rét hại lần này có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Ghi nhận nhiệt độ đo được ở một số tỉnh miền núi phía Bắc có nơi dưới 0 độ như đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn -0.9 độ, một số nơi dưới 5 độ như Hà Giang 2.2 độ, Sapa 3.7 độ, Tam Đảo Vĩnh Phúc 2 độ, Mộc Châu Sơn La 4.4 độ, các tỉnh thành phía Bắc giao động từ 8 đến 11 độ. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh và người nhà, khuyến cáo người dân trong cộng đồng thực hiện các biện pháp dự phòng phòng chống rét. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Môi trường Y tế, vào mùa lạnh có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp: cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cúm, đột quỵ, ngộ độc khí than do sưởi ấm, đun nấu. Nguyên nhân chủ yếu là do phải tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường lạnh, cũng có thể do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột. Một số đối tượng có nguy cơ cao gồm người già, trẻ em, phụ nữ có thai, những người làm việc ở ngoài trời hoặc trong môi trường lạnh, gió rét, những người mắc các bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, hen suyễn, tim mạch, cơ xương khớp. Theo đó, đối với người già và trẻ em, hạn chế đi ra ngoài trời khi thời tiết quá lạnh và gió mạnh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 9 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Khi ra ngoài thì nên trang bị đủ trang phục ấm, che chắn được gió lùa như áo khoác, quần dài đủ dày để giữ nhiệt, khăn choàng, mũ, găng tay, tất, khẩu trang.